Em xin chào các bác thì hôm nay đó là một cái video giới thiệu cho các bác là ba cái dòng cục đẩy công suất đến từ thương hiệu là Neck Acoustic và trong cái ba cái sản phẩm này thì em nhấn mạnh đây là một cái sản phẩm mà rất là tâm huyết đến từ nhà hãng và trong ba cái model này là cái model mới nhất mới nhất hiện đại nhất vừa ra mắt đầu năm 2023 và với ba cái model này thì nhà hãng người ta đã sử dụng toàn bộ là linh kiện tốt các bác nhé À, sử dụng chủ yếu là linh kiện của nhật và linh kiện của hàn thành ra là cái chất lượng sản phẩm với cái ba cái model này thì cực kỳ là cao cấp và đưa lại chúng ta một cái hiệu quả âm thanh rất là hay và đặc biệt là độ bền và hoạt động rất là ổn định À, và trước khi mà đi vào giới thiệu uh, chi tiết uh, từng cái model ở đây thì em cũng giới thiệu sơ qua bên em Thì uh, bên em là bên lương âm thanh, lương audio uh, Số điện thoại của bên em là 0988646683 Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng Và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke uh, Thì uh, bên em thì rất là nhiều hãng là bên em là đại lý phân phối cấp 1 Trong đó có thương hiệu là Next Acoustic thì bên em là bên đại lý phân phối cấp 1 thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm đó là hàng chính hãng 100%. Các bác thấy kho hàng ở đây thì rất là nhiều những cái chủng loại hàng, ví dụ như là uh, loa full, loa sub này, loa cột này, bàn mixer này. Ở đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài của rất là nhiều những cái hãng khác nhau và ở đây là những cái dòng cục đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, rất là nhiều những cái model hàng À, và đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn, đầu màn chọn bài này. À, tiếp đến đây lại là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn. Đấy, có rất là nhiều những cái model hàng à, để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Và kho hàng ở ngoài này ở bên em thì cũng còn à, có rất nhiều những cái model hàng khác nữa. Đấy, thì à, bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm thiết bị à, phục vụ âm thanh hát karaoke thì các bác sẽ liên hệ với bên em. À, và quay lại cái video giới thiệu cái những cái model của cục đẩy công suất à, đời mới nhất à, cao cấp nhất hiện đại nhất đến từ thương hiệu là Snake TIC à, và hôm nay thì ở đây thì em có đưa ra cho các bác là ba cái model thì thứ nhất là ba cái model này là những dòng cục đẩy gồm có hai kênh có này bốn kênh có hai kênh và có bốn kênh thì ở đây thì đầu tiên là cái điểm chung giữa những cái dòng công suất này thì đầu tiên đó là nhà hãng thì đây là cái những cái sản phẩm rất là tâm huyết của nhà hãng thì nhà hãng đã sử dụng chủ yếu là linh kiện từ Hàn Quốc và Nhật Bản thành ra là chúng ta sẽ có cái độ bền cũng như là cái chất lượng hàng rất là tốt à, cái nữa là con này thì nó sử dụng cái mạch khuếch đại Cái công nghệ mạch khuếch đại là mạch class TD các bác nhé Mạch class TD thì các bác biết là đối với những cái dòng cục đẩy công suất thì có rất nhiều những cái chủng loại mà cái mạch công suất, cái công nghệ mạch công, công suất nó khác nhau. trong đó cái mạch T-class TD là cái mạch mà đánh giá rất là cao và đưa ra một cái hiệu quả làm việc tốt, chạy mát máy, công suất lớn và âm thanh tái tạo âm thanh trung thực. và cái con này thì ba cả ba con này thì nó sử dụng cái biến thế nguồn đối với mấy những cái dòng thiết bị điện tử thì rõ ràng là cái phần nguồn là phần rất là quan trọng đặc biệt là đối với những cái dòng cục đẩy công suất thì là cái phần nguồn là cái phần quan trọng nhất thì con này nó sử dụng cả ba con này nó sử dụng là biến thế nguồn là biến thế nguồn xuyến gọi là nguồn cơ là những cái lớp dây cuốn lên nhau thì với ba con này thì 100% dây cuốn là sử dụng là dạng đồng dây đồng loại tốt các bác nhé dây đồng loại tốt thì chúng ta sẽ có một cái độ ổn định rất là cao thì dưới phần nguồn thì sẽ có hai cái dạng nguồn thứ nhất là nguồn sung và thứ hai nữa là nguồn nguồn cơ thì nguồn cơ ở đây nó là nguồn bún biến thế xuyến hoặc là nguồn dây cuốn đấy thì đây là gọi là nguồn cơ thì với cái nguồn cơ thì cái độ ổn định thì nó cao hơn rất là nhiều so với cái nguồn 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 sung và thứ hai nữa là cái độ bền đấy độ bền thì rõ ràng nó sẽ hơn hẳn so với cả cái nguồn sung đấy thì là ưu việt trên cái uh, sơ qua là trên cái dòng cục đẩy này thì có có ba model ở đây thì em sẽ đọc cho các bác là ví dụ như cái model ở đây là con td một hai hai thì cái con này thì nó là một con đẩy hai kênh và mỗi kênh công suất của nó là 1.200 w trong trường hợp mà các bác sử dụng cái loa trở kháng là 8 ohm ạ loa trở kháng là 8 ôm thì cái con này thì khuyến nghị của nhà sản xuất thì con này thì nó rất đa dạng cho anh em đi làm sự kiện ở chỗ là con này thì đánh súp rất là tốt với cái công suất là một hai w một kênh thì con này có thể là quất cho hai có các bác là hai chiếc súp kép bát năm mươi các bác nhé lưu ý hộ em là nó sẽ đánh được hai chiếc súp kép bát đánh ở đây là đánh đưa ra một hiệu quả âm thanh hay khỏe chắc Đấy vì con này nó sử dụng cái mạch Class TD, thứ hai nữa là nguồn của nó là nguồn cơ, nguồn xuyến. Thành ra là đánh súp thì tiếng bát rất là sâu và rất là lực. Đấy và cái công suất của nó là 1200W một kênh các bác nhé. Trở à, kháng là 8 ohm. Đấy con này thì uh, những anh em mà nếu mà xác định là muốn một con đẩy mà chuyên đánh súp thì con này thì cực kỳ là hợp lý cho các bác, cực kỳ hợp lý. À, còn những cái bác nào mà sử dụng cái không gian rộng và sử dụng nhiều loa. Thì cái con này cũng đáp ứng, hoàn toàn đáp ứng được cho các bác Vì nó, cái công suất nó rất là khủng, 1200W một kênh à, Tiếp đến đó là một con đẩy uh, 4 kênh 4 kênh, uh, model của nó, con này là con TD6400 uh, uh, TD6400 Thì con này thì nó là một con đẩy 4 kênh Và mỗi kênh công suất của nó là rơi vào tầm 600W một kênh Trong cái lội trở là 8 ô. à, Tiếp đến là một con đẩy cũng 4 kênh Và con này có model là TD8400 uh, và con này thì khuyến nghị của nhà sản xuất thì nó rơi vào tầm 800W một kênh 800W một kênh nhân với cả 4 kênh Và trong cái lội trở là 8 ô Đấy và cần cân nặng con này là 28kg này Con này là 27kg, con này cũng 27kg Và bây giờ thì trong cái video đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một con đẩy Đầu tiên là con này đi con này là con 1200W 1200W nhân 12 kênh Thì em sẽ thử cho bác là các bác trước tiên là con này Và em sẽ bóc tách thì từng video Vì cái trong cái video này thì sẽ không nói hết được cả ba Thì em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một Thì đầu tiên trong cái video này thì em sẽ giới thiệu sâu về cái con 12002 12002 thì con này thì công suất của nó rất khỏe và con này thì nhắc lại là chuyên để dùng cho đánh súp súp kép bát 50 và bây giờ thì em sẽ đưa cái con này sản phẩm này ra thì trong cái video này cũng giới thiệu cũng như là em sẽ tháo cái, cái cái linh kiện ở bên trong ra để các bác quan sát cái cấu trúc linh kiện và nhấn mạnh các bác là với những cái sản phẩm mà hôm nay em nhắc đến với các bác là một cái thương hiệu là rất là cao cấp À, những cái bác mà đã từng mua những cái sản phẩm mà vang nách ở bên em thì các bác biết là khi mà sử dụng những cái hàng của nách Acoustic này thì cực kỳ đảm bảo về chất lượng. Nhưng mà các bác đặc biệt lưu ý là với cái thương hiệu nách uh, này thì ở trên thị trường thì do là cái hàng chính hãng thì được người dùng đánh giá rất là cao và chất lượng hàng thì cực kỳ là tuyệt vời. Thành ra là rất nhiều những cái bên người ta đã lợi dụng người ta sẽ dựa theo cái thương hiệu này để người ta làm nhái làm giả để mà bán và ăn theo cái lợi nhuận. thì khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín được ủy quyền của tổng công ty để chúng ta mua cái hàng chính hãng để có một cái giá trị hàng là tốt nhất các bác nhé. Lưu ý như vậy. Còn nếu mà các bác mua ở trên thị trường mà các bác không tham khảo kỹ thì có thể là các bác sẽ mua phải hàng nhái thì chất lượng nó rất là kém các bác nhé. Lưu ý là như vậy. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái sản phẩm ra à, và trong cái video này em cũng sẽ tháo tung hết máy ra để các bác xem được cái cấu trúc linh kiện ở bên trong để các bác biết được là cái hàng ở bên nhà hãng người ta sẽ có những cái gì ở bên trong cái cấu trúc linh kiện. Ngoài thử cái chất âm thì em sẽ tháo tung máy ra các bác nhé. À, với cái con này thì à, cân nặng chính xác của nó là cả bao bì nó rơi vào tầm 28 kg các bác nhé để cả bao bì nó rơi vào tầm khoảng 28 kg và bây giờ em sẽ đưa sản phẩm chính ra à, bên trong à, ở đây thì là sản phẩm sẽ có một cái lớp giấy bóng bao bọc bên ngoài và bà có sẽ có cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này cũng như là có cái tai để các bác bắt hai bên thiết bị khi mà các bác đặt vào tủ đồ ở đây thưa các bác thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài Thì với cái con này thì máy không, đấy mà đặt lên cân của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 25,5kg các bác nhé 25,5kg, đấy là cái, cái trọng lượng chính xác của cái sản phẩm này à Thì với cái con này thì toàn bộ là màu uh, nước sơn màu đen Mặt trước của nó là mặt phay nhôm các bác nhé, mặt phay nhôm à Và đây chúng ta sẽ có cái logo thương hiệu này, mã model của con này là con TD12002 uh, À, cái công tắc nguồn con này thì nó sẽ đặc biệt hơn à, con này nó sẽ sử dụng cái công tắc nguồn những kiểu cái công tắc nguồn theo thiết kế của bên bên nga à, trước cái công tắc kiểu ở nga thì hay sử dụng cái công tắc kiểu này công tắc kiểu gạt này các bác nhé Để bằng lốc luôn à, rất là điệu và nó sẽ có sự khác biệt so với một số những cái dòng cục đẩy công suất khác và ở đây thì chúng ta sẽ có hai chiếc áp tương đương với hai vế kênh công suất là kênh A và kênh B và đây nó sử dụng cái chiếc áp là chiết áp B à, các bác vặn thì nó sẽ có độ bám nhất định và ở đây chúng ta sẽ có hai cái màn cái 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 cột đèn nháy này thì giờ khi mà các bác đưa nhạc vào thì nó sẽ nháy theo nhịp điệu của âm thanh nhịp điệu của âm thanh và đây là cái phần mà lưới cái chỗ mà cái ô thoáng để đưa cái lượng gió bên trong để làm mát uh, máy ở bên trong và chỗ này thì các bác có thể là tháo ra và các bác có thể vệ sinh cái lưới ở bên trong này ở bên ngoài đó là lưới lưới nhấp nhôm ở bên sau cái lớp nhôm đó là một cái lớp lưới mút để mà ngăn uh, những cái bụi bẩn thì uh, nếu mà các bác sử dụng lâu ngày mà nó bẩn thì các bác có thể là tháo hai con ốc này ra đây một con ốc này và đây một con ốc để các bác vệ sinh cái lưới ở bên trong À, và phần uh, đây thì chúng ta sẽ có cái tem mát các bác sẽ nhìn cái tem này là tem của Việt KTV các bác nhé để tem của Việt KTV tem 3 d chống hàng nhà nhái, nhái hàng giả của Việt KTV à, và các bác lưu ý hộ em là với cái thương hiệu uh, đấy, cái thương hiệu là thương hiệu NEX này cũng là một cái thương hiệu do tập đoàn uh, tập đoàn Việt KTV là người ta phân phối cái sản phẩm này thì uh, đây là cái sản phẩm cùng một một nhà hãng các bác nhé À, và ở phía đằng sau ở đây thì các bác thấy hộ em ở đây à, các bác như cái bác nào mà sử dụng những cái đầu màn à, chọn bài của Việt KTV thì các bác sẽ biết là cái tập đoàn Việt KTV là một cái tập đoàn mà cung cấp rất rất nhiều những cái thương hiệu về những cái thiết bị âm thanh Đấy, thì trong đó có cái thương hiệu Next Acoustic à, thì ở đây chúng ta sẽ có uh, the, hai quạt làm mát các bác nhé hai quạt làm mát ở đây và đây là nguồn điện cung cấp vào này thì uh, nguồn điện cung cấp vào ở đây thì uh, là dây cắm trực tiếp và cái dây này thì rất là chắc chắn Và ở đây thì nó sẽ có một cái uh, dơ le, uh, dơ le tự động bảo vệ uh, Thì cái dơ le này trong trường hợp mà bị quá tải, quá tải thì cái dơ le này nó sẽ uh, đóng uh, hở ra Và nó sẽ ngắt cái mạch điện ở bên trong cái thiết bị Và khi mà chúng ta kiểm tra lại sau đó thì chúng ta ấn cái này thì nó như là một cái cầu dao tự động luôn uh, Và ở đây thì chúng ta sẽ có đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra đường tín hiệu vào ví dụ như chúng ta sẽ có kênh a thì nó sẽ có cái rắc ca lông đực và rắc ca lông cái rắc ca lông đực và rắc ca lông cái thì trong trường hợp mà các bác sử dụng cái rắc ca lông đực thì nó sẽ thừa ra rắc ca lông cái à, hoặc là các bác sử dụng cái rắc ca lông cái thì nó sẽ thừa rắc ca lông đực để các bác lai like cái đường tín hiệu sang cục đẩy công suất khác à, thì đấy gọi là đường link à, và các bác thấy là rắc ở đây thì người ta làm một cái kết cấu bằng kim loại rất là tốt đồng 100% truyền tải tín hiệu rất là tốt và tương tự như kênh b cũng vậy và giữa kênh A và kênh B thì nó sẽ có một cái khối công tắc như này thì cái khối công tắc này để các bác chuyển những cái chế độ làm việc thì cái con này thì nó sẽ có chế độ là đánh sít te là đánh riêng rẽ hai kênh riêng rẽ hai kênh à, và chúng ta có thể là chuyển sang chế độ đánh gộp là chập hai kênh lại là một và công suất được nhân đôi hoặc là chúng ta cũng có thể để chế độ là đánh molo à, đấy thì nó có ba chế độ ba à, chế độ với những cái dòng đẩy thì bây giờ thì À, có ba chế độ này thì rất là tiện dụng các bác có thể là chuyển sang đánh gộp với những cái dòng loa a dây a dây hoặc là những cái dòng loa công suất khủng hơn nữa thì các bác sẽ sử dụng này còn bình thường cái con này thì nó rơi vào một nghìn hai w thì một kênh thì đã cực kỳ khủng rồi và khi mà các bác gộp lại thì công suất nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều và đường tín hiệu ra loa thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn một là các bác sẽ sử dụng là cái jack new ở đây rắc lưu trích ở đây. Thì cái rắc lưu trích như này thì được cái là sẽ rút ra rút vào thì nó rất là tốt, rất là nhanh. Rất là nhanh, thao tác rất là nhanh. À, nhưng mà để mà tiếp xúc tốt thì các bác sẽ sử dụng hộ em là cái rắc vặn cài như này. Đấy, cái rắc vặn cài này thì nó sẽ ghim cái dây loa, nó sẽ chắc chắn hơn và truyền tải tín hiệu nó sẽ tốt hơn, ổn định hơn. Đây, và nó bằng đồng hết thì nó rất là chắc chắn. Đấy là phần phía sau. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác là cái phần chất âm. Thì trong cái bài test này thì em sẽ... Uh, thực ra thì là chỉ đã test về phần âm thanh thôi. Còn cái con con này được công suất nó rất là khủng rồi thì uh, không không em không test về phần công suất mà em chỉ test cho các bác về phần chất âm. Và ở đây thì em sẽ sử dụng là hai cái uh, loa full uh, bát 40 các bác nhá, loa full bát 40 để các bác nghe cái chất âm của con này. Thì cái con này với cái công nghệ mạch khuếch đại class TD uh, thì uh, cái hiệu quả về âm thanh thì rất là tốt, tiếng nó rất là hay là sáng tiếng và khi mà các bác sử dụng uh, loa súp hơi sup kép uh, súp kép ấy, thì cái con này công suất nó rất là khủng và thứ hai nữa là nó chạy cái biến thế là nguồn uh, nguồn nguồn cơ nguồn xuyến thì cái tiếng sup nó rất là dày tiếng và rất là lực luôn. À, thì theo các bác ở đây trong cái bài test này thì em lắp một con vang vào và cái con đẩy này thì nó sẽ có cái tai các bác nhé. nó có cái sẽ có cái tai hai bên thì trong trường hợp mà các bác muốn mà lắp vào cái tủ đồ ấy, thì chúng ta sẽ bắt thêm hai cái tai này vào đây hai cái tai hai bên thì có thể là tháo rời là các bác tùy ý các bác là lắp hay không lắp các bác nhé và với cái bài test ngày hôm nay thì em đang sử dụng là một con vang cũng đến từ thương hiệu là Neck Acoustic. Và các bác lưu ý đặc biệt hộ em là nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là bên em là bên đại lý phân phối của thương hiệu Neck này. Thì trên thị trường ấy thì các bác lưu ý đặc biệt là với cái thương hiệu này thì bị làm nhái làm giả rất là nhiều. Đặc biệt là với những cái dòng vang 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 cơ này. Thì nếu mà nói về trên thị trường ấy thì cái dòng vang Neck này thì là đứng đầu thị trường luôn các bác nhé. Đó, đứng đầu thị trường thì với một cái số lượng mà em bán ra cái dòng vang này thì cực kỳ là khủng khiếp luôn, cực kỳ là khủng khiếp. Nhưng mà với cái dòng vang này, cái mã đời mới nhất, cao cấp nhất là con FX13 mắc. Còn giờ trên thị trường thì có FX30, FX20, thì toàn bộ những cái mã mà khác lớn hơn cái mã 13 mắc này thì toàn bộ đó là hàng nhái thương hiệu chứ không phải là hàng chính hãng. Thì ở trên thị trường thì vô cùng nhiều cái vang nhái của cái thương hiệu này. Và cái con này thì hiện giờ nó là một cái con vang mà hay nhất và dễ sử dụng nhất Vang cơ hay nhất và dễ sử dụng nhất thì thị trường Hàng chính hãng 100% luôn Đưa ân thanh rất là hay Và cái con đẩy này thì em lưu ý cho các bác là em đầu tiên là em nhắc bảo là những cái bác mà muốn mà sử dụng một con đẩy mà đánh những cái dòng mà súp kép Đấy mà đưa ra một công suất là đánh khỏe chắc tiếng súp sâu thì con này uh, là đạt được cho các bác và cái thứ hai nữa những cái bác mà uh, sử dụng những cái dòng mà loa phun full uh, loa full là full đôi hoặc là full đơn uh, bát 40 thì uh, và những cái dòng bát 30 mà các bác muốn là đưa ra một công suất khỏe mà tiếng nó thoát và nó tiếng nó chắc tiếng thì con này cũng hoàn toàn đáp ứng cho các bác vì cái công suất nó rất là khỏe là 1200 w một cây và bây giờ thì ở chế độ là đây em sẽ để ở 12 giờ nhé em sẽ để cái con đẩy ở 12 giờ này à, công suất của nó là 12 giờ và đặc biệt cho các bác là tất cả những cái chiếc áp của cái con vang này em cũng để hướng là hướng xuất xưởng là âm thanh mộc của con vang này chưa căn chỉnh bất kỳ một cái gì cả các bác sẽ nhìn thấy toàn bộ là 12 giờ hết nhé chưa căn chỉnh bất kỳ cái gì cả và em sẽ bật lên và các bác sẽ thưởng thức khi mà em lắp vào một đôi loa full đơn bát 40 thì các bác sẽ hiệu quả âm thanh tiếng nó rất là rõ rất là sáng và âm thanh rất là hay đây các bác sẽ nghe âm thanh ạ Thì thưa các bác là em nhắc lại là vì cái con này là công suất của nó rất là khỏe Thì khi mà các bác lắp vào thì cái tiếng âm thanh nghe nó rất là thoát tiếng Và tiếng bát nó rất là dày tiếng và rất là lực, nghe rất là đã luôn Cũng như tiếng trung và tiếng chép thì nó nghe nó rất là thoát tiếng và sáng tiếng à, Đấy thì là cái bài test về âm thanh thì với cái con này thì công suất khủng này và rất là đa năng đa dạng trong cái cách sử dụng thì các bác có thể là sử dụng với loa full bát 30, bát 40, những cái dòng loa 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 gọi là loa loa đôi full đôi có nghĩa là thay vì là một trên một cái loa nó chỉ có một cái bát thôi thì chúng ta sẽ có có thể là hai cái bát ba cái bát thì cái con đẩy này đều đều đáp ứng được khi mà các bác sử dụng những cái là dòng loa full đôi À, đặc biệt nữa là những cái bác mà sử dụng những cái dòng mà loa sub kép công suất khủng thì cái con này cũng hoàn toàn đáp ứng được cho các bác đánh tiếng bát rất là sâu rất là lực và bây giờ thì em sẽ tháo cái con máy này ra tháo cái cấu trúc linh kiện ở bên trong ra để các bác quan sát cái cấu trúc linh kiện ở bên trong cái sản phẩm này và lưu ý cho các bác là khi mà mua sản phẩm ở bên em thì các bác có nhu cầu là tháo ốc máy thì các bác hoàn toàn được phép là tháo ốc máy kiểm tra đúng như video quảng cáo đúng hàng chính hãng và thử âm thanh thấy hay thì các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền đó và khi mà tháo thì cái điều quan trọng nhất các bác phải chú ý của em đó là phải rút cái điện nguồn ra tránh trường hợp là gây chập cháy rất là nguy hiểm điện giật à, và cái nữa là khi mà tháo ốc ấy, thì các bác phải chọn cho em à, sử dụng cho em cái tô vít là tốt nhất à, cái đầu à, tô vít là tốt nhất và tránh cái trường hợp là làm chết cái đầu ốc cái nữa là khi mà tháo bao nhiêu con ốc ra phải lắp đầy đủ bấy nhiêu con ốc tránh trường hợp là bị thiếu ốc là do là rơi bên trong mạch thì rất là nguy hiểm à, bây giờ thì em sẽ tháo cái sản phẩm này ra các bác nhé lưu ý đặc biệt là phải rút điện ra ở cái vị trí này thì nó sẽ có một con ốc để bắt cái biến thế nguồn ở đây rất là chắc chắn các bác nhé Ở đây thưa các bác thì em đã tháo cái lóc máy ra Thì cái quan sát đầu tiên đó là các bác thấy là bên trong cái sản phẩm này thì linh kiện của nó À, rất là gọi là rất là đặc ruột rất là nhiều linh kiện luôn à, giày di giày dít linh kiện rất là nhiều dừa linh kiện và cái quan sát cái quan tâm đầu tiên đó là đối với một cái thiết bị điện đặc biệt là đối với những cái dòng cục đẩy công suất là cái phần nguồn là cái phần quan trọng nhất thì à, em quan sát là cái phần nguồn ở đây nó sẽ có cái lớp cao su ở phần phía trên rất là cẩn thận và thứ hai nữa là cái biến thế nguồn rất là to các bác nhé biến thế nguồn rất là to và các bác thấy đây là ở cái biến thế nguồn thì nó sẽ có một cái lớp mà người ta bọc ngoài bằng cái lớp vải dù các bác nhé lớp vải dù rất là chắc chắn luôn rất là chắc chắn nó rất là dày dặn và các bác sẽ nhìn trông nó rất là lì đúng không rất là lì luôn rất là chắc chắn luôn à, thì đây em sẽ đo qua về cái phần biến áp nguồn thì biến áp nguồn con này cực kỳ khủng luôn các bác nhé rất là khủng luôn rất là to luôn thì cái đường kính của cái biến thế nguồn này nó rơi vào tầm khoảng à hơn 21 phân các bác nhé 21,5 phân đường kính à, chiều dày của nó bề dày của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 8 phân các bác nhé à, chiều dày của nó rơi vào tầm khoảng 8 phân đấy các bác sẽ nhìn cái biến thế nguồn rất là khủng luôn rất là to thì uh, với cái biến thế nguồn đối với cục đẩy công suất ấy thì có nguồn nó có khỏe nguồn nó có ổn định thì mới đưa ra một công suất khỏe và một cái cách làm việc nó ổn định được và uh, khi mà nguồn vào thì nó sẽ xuất ra những cái dòng điện ở đây Như các bác những cái dòng điện uh, uh, sơ cấp À, sau khi nó đã 220 vào đây thì nó sẽ đưa ra những cái dòng điện sơ cấp và ở đây thì các bác thấy là những cái dòng điện nó ra thì nó dây dẫn nó rất là chắc chắn các bác nhé dây dẫn rất là chắc chắn và nó sử dụng ở đây tận ba uh, à, con diốt cầu ba con diốt cầu để mà lắn ra thành dòng à, uh, một chiều và ở đây thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 con tụ lọc 16 con tụ lọc ở đây thì cái trị số tụ ở đây của nó là 200V À, và cái chỉ số mi là 1.200 mi cái số mi là cái cái tích trữ điện áp nhé để em sẽ quay gần hơn các bác nhá. cái số mi ở đây là 1.200 mi là cái chỉ số tích trữ điện áp ở trong tụ còn cái 200 v ở đây là cái điện áp chịu đựng và cái quan trọng ở đây các bác sẽ nhìn đây là cái cái 200 v này thì 200 v này nó đánh ở cái áp cao bình thường những cái con tôn tụ khác thì các bác sẽ thấy nó chỉ có 80 v thôi nhưng mà con này áp rất là cao luôn Tận tận áp uh, uh, 200 Có nghĩa là cái áp của nó thì nó sẽ hơn 100V và gần 200V Thì với cái áp cao này thì nó sẽ đưa ra cái suất Suất uh, điện ra cái đường dây loa này với cái áp cao Thì với cái áp cao thì đưa ra một cái công suất làm việc Nghe tiếng nó rất là thoát tiếng Và khi mà đánh đánh xúc thì nghe rất là căng và rất là tròn tiếng Đấy thì với cái áp cao là gần 200V này các bác nhé Gần 200V luôn đấy, Còn số mi là 1200mi và nhân mấy cái rất là nhiều tụ đây Rất là nhiều tụ đây là phần nguồn và phần nguồn ở đây thì các bác sẽ nhìn sử dụng rất nhiều những đi ốt cầu này đây ba con đi cầu này ở phần này bên này cũng ba con đi cầu nữa rất nhiều những đi ốt cầu để lắn ra những cái dòng và đôi đi này là đi ốt công suất lớn và có rất nhiều những cái cầu trì bảo vệ đây cầu trì bảo vệ này và đây là còn có cái dơ le bảo vệ màu xanh đây là cái dơ le bảo vệ phần màu xanh về phần nguồn và thêm một phần nguồn nữa đây là một cái vỉ mạch và phần nguồn vỉ này thì À, nó sẽ có rất nhiều những cái IC ổn áp IC ổn áp để mà ổn định cho cái dòng điện Thì cái phần nguồn này là cái phần nguồn cung cấp cho mạch công suất này Còn cái vỉ nguồn này là cung cấp cho à, những cái mạch à, tiền khuếch đại Hoặc là cái mạch làm mát hoặc là mạch những mạch sensor cảm biến à, Rất là nhiều Và các bác sẽ nhìn thấy dây rắc mà cung cấp cho cái phần nguồn thì rất là chắc chắn bởi những cái rắc này Đấy, rất rất là chắc chắn các bác sẽ nhìn vào những cái sợi dây rất là to luôn các bác nhé các bác sẽ so sánh với cái ngón tay của em thì các bác thấy là sợi dây rất là to thì đảm bảo cho các bác là phần nguồn thì chạy nó rất là ổn định và công suất nguồn rất là tốt các bác nhé à, tiếp đến là cái phần bo mạch khuếch đại bo mạch khuếch đại ở đây thì các bác thấy là đầu tiên đó là sử dụng cái mạch Class td mạch Class td và cái con này thì nó sẽ là một cái sự sản phẩm mà à, có hai cái công nghệ trên sản phẩm này thứ nhất là công nghệ đời cao là sử dụng những cái linh kiện dán đây là những cái linh kiện dán là linh kiện đời cao với cái chỉ số rất là chính xác và sai số rất là nhỏ thì hoạt động rất là tốt và cái nữa là linh kiện truyền thống linh kiện truyền thống là đó là những cái con à, uh, trở xứ này và trở xứ ở đây các bác sẽ nhìn thấy người ta ghi uh, những cái đường nét rất là chuẩn vì uh, với những cái sản phẩm này thì nhà hãng người ta đã sử dụng chủ yếu là linh kiện của Hàn Quốc và của Nhật Bản Để thành ra là các bác sẽ hoàn toàn an tâm thì tụ tụ với những cái con tụ ấy thì là tụ của Hàn Quốc các bác nhá tụ là của Hàn Quốc à, tụ của Hàn Quốc và những cái linh kiện bán dẫn thì có một số những cái linh kiện là của Nhật thì các bác hoàn toàn an tâm về cái cái tính ổn định cũng như là hoạt động chính xác của sản phẩm à, và ở đây thì mỗi một đây là hai cái bo mạch công suất các nhá hai cái vỉ mạch công suất ở đây thì là những cái đường nguồn ra thì người ta làm rất là gọn gàng và rất là chắc chắn và cái nữa là nó sẽ có cái dơ le bảo vệ các bác sẽ thấy đây là một cái hộp dơ le bảo vệ này đây là cái hộp thứ hai thì đây là cái, có nghĩa là hai cái mạch này thì nó sẽ tương xứng với nhau nó sẽ nó hoạt động nó như nhau thì nó đều có những cái dơ le bảo vệ như này thì nó sẽ bảo vệ cho cái phần mạch công suất cũng như là cái phần loa trong trường hợp mà chúng ta có bị uh, chập cháy hoặc là máy nó có hoạt động nó có có uh, vấn đề gì thì cái dơ le này là sẽ bảo vệ cho thiết bị của chúng ta và các bác sẽ nhìn ở đây thì uh, đây các bác sẽ nhìn ở bên sườn này thì đây là những cái con sò công suất các bác nhé và nó sử dụng cái sò đây là sò mốt phép đấy các bác sẽ nhìn lại những cái sò mốt phép này thì cái sò mốt phép này là thì nó sẽ ưu thế hơn rất là nhiều so với những cái sò khác là cái hoạt động nó rất là khỏe công suất nó rất là khỏe và thứ hai nữa là chạy nó rất là mát nó sinh nhiệt ít và cái nữa là cái độ bền nó rất là cao và cái trị số uh, nó rất là chính xác đưa ra một cái hiệu quả âm thanh rất là hay đây ạ và đây thì chúng ta sẽ đếm là bao nhiêu con sò nhé sò công suất thì với cái sò công suất thì các bác sẽ đếm những con chở đây là những cái con chở này thì nó sẽ ra sò công suất thì ở đây thì chúng ta sẽ đếm cả số lượng ở đây thì con này nó có sò bù áp sò bù áp cũng như là à, một số những cái sò mà nó tiền khuếch đại cho cái mạch công suất thì chúng ta sẽ đếm tổng thể là bao nhiêu sò nhé à, và đây chúng ta chỉ đếm những cái con sò to thôi À, các bác sẽ thấy là một là ạ ở phần dưới là nhìn nó hơi khó một chút thì các bác thông cảm đây em sẽ quay ở phần góc này thì các bác sẽ nhìn quan sát hơn họ dễ hơn này một con này hai con này ba con này bốn con này năm con này sáu con này 7 à, bảy con này tám con chín con 10 con à, bên này nữa 11, một hai con 13 ba con 10, 12 con các bác nhé 12 con sò Thì cái sò ở đây thì là cả về phần sò khuếch đại à, và Khuếch đại cũng như là phần à, sò bù áp Cũng như là một số những cái sò tiền khuếch đại nữa thì thứ các bác em sẽ đếm lại cái số lượng sò các bác nhé, các em sẽ zoom lại thì em đếm cho các bác sẽ chuẩn xác hơn vì trong cái góc này nhìn hơi khó này. Chúng ta sẽ có một con sò các bác sẽ nhìn cái ốc bắt sò này, này, đây là cái ốc bắt sò một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, năm con này, sáu con này, bảy con này, đấy, bảy con và bên này nữa, đấy, tám con, chín con, đấy là những cái sò công suất lớn nhá, em đã tính cái con sò công suất lớn đây là chín con, chín con ở bên này và nó sẽ đối xứng sang bên này chín con nữa này, các bác sẽ nhìn mạch bên này một con này hai con này ba con này bốn con này năm con này sáu con này bảy con này đó đây có nghĩa là nó sẽ chín con bên này nữa đây hai con hai con to nữa này đấy là chín con chín hai là 18 18 cái con sò 18 con sò trên một cái mạch công suất khuếch đại đấy đấy đây là một cái mạch thì nó có sẽ 18 con sò nhé sò công suất lớn nhé còn những cái sò nhỏ đây này. sò những cái, cái đây là các bác sẽ nhìn thấy một loạt những cái sò, sò nhỏ gồm sò bú áp À, sò bù áp và lưng áp và một sò một số những cái sò ở trên cái mạch tiền khuếch đại thì nó sẽ có nhiều hơn nữa nhưng mà sò này thì em chỉ tính cái sò to thôi Đấy. và với cái mạch class td thì thực ra thì đếm sò này thì cũng chỉ là một phần thôi vì cứ không phải là càng sò nhiều là công suất càng khỏe các bác nhé và cái công suất ở đây thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố ví dụ như là phần nguồn này phần tiền khuếch đại này cũng như là cái bản chất của cái con sò đấy cái công suất trên một con sò đó là bao nhiêu Đấy chứ không phải là cứ càng nhiều sò là, là là mạch nó càng khỏe đâu Đấy thì em chỉ đếm là, lược sơ qua cho các bác là như vậy à, Và với cái mạch này thì là nó sẽ kết hợp giữa cái linh kiện truyền thống và linh kiện hiện đại Thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả làm việc rất là hay à, Chạy mát máy và âm thanh rất là hay à, Và các bác có thấy những cái dây dẫn ở đây Dây dẫn ở đây người ta làm rất là gọn gàng này Đấy và đường đây là đường tín hiệu vào nhé Và đây là đường tín hiệu ra loa Thì các bác sẽ nhìn đấy Rắc đồng 100% Đây là cái dơ le bảo vệ chính của cái nguồn tổng này. Đấy, dơ le là dơ le 20 a nhé dơ le bảo vệ nguồn nó như là một cái áp tự động ấy. À, biến thế nguồn rất là to à, công tắc nguồn chính ở đây công tắc nguồn chính ở đây các bạn sẽ nhìn thấy người ta là bao bọc rất là cẩn thận và chắc chắn nữa à, và ở đây thì là những cái con này là con con tụ là con tụ này và đây là những cái mạch đời cao đây là những cái mạch đời cao các nhé Đấy thì các bác thấy là cái vỉ mạch của nó rất rất nhiều linh kiện luôn Cực kỳ nhiều linh kiện và toàn linh kiện xịn đấy các bác Và cái cách mà gia công mạch thì các bác sẽ nhìn thấy là, là những cái linh kiện đời cao và được dán ở trên mạch rất là cẩn thận Rất là chắc chắn luôn Thì đây là cái sản phẩm mà hàng hãng, hàng chính hãng với thứ hai nữa là loại tốt Thành ra là các bác hoàn toàn an tâm về chất lượng cái sản phẩm này À, cực kỳ đảm bảo luôn và đây là hai cái quạt làm mát thôi nhé. để khi à, cái quạt làm mát này thì nó cũng có cái mạch điều tốc khi mà chạy ở cái công suất vừa phải thì quạt nó chạy ở cái tốc độ vừa phải và khi mà làm việc cái công suất nó lớn hơn thì quạt làm mát thì nó sẽ chạy khỏe hơn làm mát nó tốt hơn. đấy thì em phân tích sơ qua về cái phần cấu trúc ở bên trong. thì thực ra thì cái linh kiện điện tử này thì nó rất là cái kiến thức của nó rất là 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 nhiều thì em cũng chỉ phân tích sơ qua những cái gì em biết về cái sản phẩm thôi còn với cái mạch linh kiện này thì nó cái cái kiến thức của nó rất là rộng các bác nhé đấy thì phần trong thì với cái sản phẩm này thì với cái cái nhìn cái nhìn đơn thuần thì các bác thấy là một cái sản phẩm là linh kiện của nó rất là nhiều rất là nhiều linh kiện rất là nhiều linh kiện rất là đặc ruột đó và linh kiện ở đây thì là linh kiện tốt à, thì nhìn cái đường led của linh kiện thì các bác thấy là linh kiện là linh kiện tốt với thứ hai nữa là cái dây dợ người ta đi là rất là cẩn thận và dây rất là đảm bảo dây rất là to cái nữa là cái phần quan trọng nhất là cái biến thế nguồn thì các bác sẽ nhìn rất là khủng luôn đúng không? Rất là khủng luôn. Đấy thì em phân tích sơ qua như vậy và em cũng xin ngừng cái video tại đây. Và nhấn mạnh với các bác là cái sản phẩm này là phân sản phẩm mà hàng chính hãng và cái giá thành thì được nhà hãng người ta quản lý. Thì các bác muốn mà có cái giá ok nhất, giá rẻ nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua số điện thoại là 0988646683 để mà có cái giá thành chính xác nhất vì em làm cái video quảng cáo này và bán trong cái thời gian dài thành ra nó sẽ không có cái giá cố định có thể là hôm nay là giá này nhưng ngày mai có thể là giá nó sẽ rẻ hơn hoặc nó sẽ giá nó sẽ đắt hơn vì giá thì giờ nó sẽ tăng giảm theo cái thị trường Đấy thì các bác muốn mà có cái giá rẻ nhất giá ok nhất và giá chính xác nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng và với cái sản phẩm là đến từ thương hiệu là snack này thì nó có rất là nhiều model thì trong cái cách sử dụng của các bác thì có những cái model nào nó phù hợp hay không phù hợp thì các bác lên gọi cho bên em thì bên em sẽ có những cái tư vấn chuyên sâu hơn cho các bác để nó phù hợp với cái cách sử dụng của các bác phù hợp với cái diện tích phòng cũng như là phù hợp với cái thiết bị của các bác đã có các bác nhé à, cảm ơn các bác đã theo dõi video À, và để liên hệ với bên em thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. À và nhấn mạnh cho các bác về giá thành của sản phẩm thì các bác thực sự thông cảm cho những người bán hàng vì khi mà nhập về bán một cái sản phẩm là không phải là chúng ta muốn em bên em muốn công khai cái giá nào cũng được mà cái giá ở đây thì được nhà hãng người ta quản lý và cái tránh việc bán phá giá. À, thành ra là em sẽ không không để giá công khai và các bác muốn mà có cái giá ok nhất giá rẻ nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng thì sẽ có cái giá rẻ nhất cho các bác Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video à, xin chào các bác. Ạ.